Chào mừng anh em đến với tiêu điểm robot Fenrir, quái thần tận thế. Xuất hiện trên chiến trường tháng 4 năm 2019, Fenrir trở thành nỗi khiếp sợ của kẻ thù. Bởi khả năng chống chịu sát thương cực lớn, khiến cho mọi đối thủ phải e ngại khi đối đầu trực diện. Nơi mà nó đi qua chỉ còn lại tàn dư của kẻ cản đường. Là sản phẩm của công ty Evolai, Fenrir lấy hình tượng từ quái vật sói khổng lồ trong thần thoại Bắc Âu, một con quái vật có sức mạnh đáng sợ, có khả năng nuốt chửng cả mặt trời, đã từng nuốt cả vua của các vị thần là Odin. Sức mạnh của nó đáng sợ đến nỗi tất cả những vị thần phải liên kết lại để tiêu diệt con quái vật này, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể tạm thời chế ngự được nó. Fenrir có hai dạng chiến đấu. Khi ở dạng di động, nó di chuyển với tốc độ trung bình và được khiên Aegis bảo vệ. Dạng phòng thủ, nó di chuyển chậm nhưng sẽ sử dụng được khe vũ khí nặng và hệ thống phòng thủ đặc biệt, giúp nó giảm sát thương nhận vào đáng kể. Hãy sử dụng dạng di động để tiếp cận kẻ thù một cách nhanh chóng, và sau đó dùng dạng 2 để ép kẻ thù phải chiến đấu trực tiếp. Tay lái chính thống giúp tăng độ bền của Fenrir lên mức vượt trội. Kỹ năng chú trọng vào độ bền, sát thương, vũ khí và điểm thủ. Sở hữu khả năng chịu sát thương khủng nên Fenrir có thể phối hợp được rất nhiều loại vũ khí khác nhau, bao gồm vũ khí sát thương nhanh như loa, mét, hammer hoặc acid, súng phun lửa. Tùy vào lối chơi mà lựa chọn vũ khí phù hợp. Mình sử dụng Talon và dao để gây sát thương lên những robot tăng cơ khác. Kèm theo độ bền trên chiến trường sẽ giúp Fenrir gây được nhiều sát thương nhất có thể. Có thể sử dụng module tùy cách chơi nhưng phải có ít nhất 1 RA, hoặc có thể dùng thêm 1 NA để tăng sát thương. Vì Fenrir là robot có độ cơ động khá kém cho nên đa phần sẽ được triển khai vào giữa trận hoặc cuối trận, khi mà thời điểm anh em cảm thấy nó phù hợp. Chẳng hạn như khi cột mốc bị ảnh hưởng, hoặc là khi đối thủ có quá đông, đồng đội mình thì quá ít, không đủ sức để chống lại, anh em có thể triển khai Fenrir xuống để góp phần vào hàng tăng cơ cũng như gây sát thương, là làm bức tường chống đỡ giữ cột mốc kiểu vậy. Đó là lối chơi mà mình lựa chọn vào con Fenrir này, bởi vì khả năng tốc độ thì nó không có, nó chỉ có sát thương và độ bền thôi, cho nên là sẽ triển khai vào tầm giữa trận khi mà những cột mốc đã ấn định tại những vị trí, và khi mà những cột mốc nó chuẩn bị giành mất thì mình triển khai xuống để giữ cột mốc, một phần là giữ cột mốc, và khi đối thủ quá đông thì mình sẽ triển khai xuống để hỗ trợ cho đồng đội làm hàng chắn phía trước. Đây chính là cách chơi Fenrir của mình. Đó, bây giờ thì đó, khi đối thủ có phía trước có quá đông thì mình dùng tên lửa, bởi vì mình dùng vũ khí là tên lửa cho nên mình sẽ khá là tự tin khi mà solo với những con tăng cơ hoặc là những con Titan. Bởi đồ bòn của con Fenrir này khá là trâu. Lối chơi thì cứ gọi xuống rồi anh em bắn thôi, chứ chừng nào bị bắn chết thì bao thôi, chứ chả còn cái cách nào để mà chơi đâu. Nó cũng không phải là robot quá cơ động, chỉ có đi và bắn thôi, chỉ có tăng và bắn kẻ thù thôi, không còn cái cách chơi nào khác đâu. Chung là vậy, thì anh em nếu mà muốn chơi con này thì không cần phải có kỹ năng quá nhiều đâu, cứ lao vào đội hình đối phương rồi xả sát thương thôi, khi nào bị bắn chết thì bỏ, kiểu như vậy. Nhưng mà mình nghĩ là có lẽ là nó rất là khó chết ấy.
ít nhất thì nó cũng sẽ sống được một thời gian khá là lâu. Ok, rồi pha này tiêu rồi, quá nhiều sát thương đang dồn về phía mình. Ok, thì tiếp tục trận hai thì mình vẫn gọi Fenrir xuống vào lúc giữa trận, khi mà những cột mốc đã bắt đầu ấn định, gọi nó xuống để bắt đầu đi hỗ trợ làm hàng trắng. À, thấy rồi, thấy mục tiêu rồi. Thì mình dùng nó là tên lửa cho nên là nạp tạo rất nhanh cái một mạng. Sử dụng Orion để mình gây sát thương cho những con khó chịu ở tầm xa khi mà tầm tên lửa của con Fenrir này nó không tới. Thấy, để dành gây sát thương tầm xa là ổn nhất rồi. Đó, bây giờ thì mình sẽ đi qua cột mốc này để hỗ trợ. Đó thì có một con Titan rồi nè. À không, không phải Titan rồi. Lấy hai mạng. Ok hết đấy. Thì cột mốc bên mình nó đã chiếm lợi thế rồi. Cho nên là bây giờ mình cứ qua nhà đối phương và mình xả sát thương thôi, không cần đợi chờ gì nữa. Thì con này chơi cứ việc có một lối chơi duy nhất thôi, đó là bắn bắn và chết thôi. Khi nào chết thì khi đó tính, còn cứ bắn trước đã. Rồi pha này mình di chuyển lỗi rồi, hiện tại thì những thằng đồng đội nó đã rút đi rồi, chỉ còn mình đứng đây thôi, đã bị phát hiện bởi con Titan rồi. Khả năng là pha này không thắng được rồi, tại vì có một con ma với một con Luchador ở đây. Thì mình nghĩ là mình sẽ tấn công Luchador thôi, tại vì con mát cái khiên vàng của nó khá là trâu, nó không trúng đâu. Đấy, giết được nó không? Ai da, rồi bị ăn mất rồi. Ok thì tới đây thôi, có lẽ là chết rồi. Rồi thôi xong rồi. Rồi thì clip của mình tới đây là kết thúc, hẹn gặp anh em vào những clip tiếp theo.